Xin chào mừng quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đến với bài phân tích kỹ thuật theo phương pháp đa mô hình của nhà đầu tư chuyên nghiệp Phạm Thành Biên. Như các video phần 3, phần 1, phần 2, phần 3 lần trước, quý anh chị đã được xem các cái phương pháp phân tích cận cảnh của giá vàng quốc tế, giá đồng đô index và một phần của đồng Bitcoin. Và trong video lần ngày hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2017, tôi tiếp tục phân tích phương pháp kỹ thuật phân tích theo phương pháp đa mô hình ở trên mã hàng hóa đặc trưng, đó là kim loại quý. Và như các cái video lần trước thì anh chị cũng đã theo dõi, giá gold tôi nhận định là giá xu hướng lên, và cái mốc 1260 đó là tạo thành một cái vùng đáy tạm thời và đã được đứng giá dao động liên tục trong vòng 2 tuần qua, đứng trên cái ngưỡng giá này, và bây giờ tiếp tục giá hướng tới cái ngưỡng tiếp theo trong ngày nay ngày mai, đó là ngưỡng giá 1297. Tại vùng giá 1297 này, là nó cũng là cái vùng mà tiệm cận đến cạnh trên của đường neckline. Đấy, đường cạnh trên đường neckline. Đấy, đường neckline của cái mô hình vai đầu vai. Mô hình vai đầu vai ở phía bên này, đây là vai trái. Đấy, như cái video lần trước tôi đã trình bày. Đây là vai trái. Đó. Đây là vai trái này. Khu này vai trái, và khu dưới đây là vai đầu vai ngược, mà đây là vai phải. Đây là vai phải. Đây, tôi nhắc lại, review lại một chút để anh chị nhớ lại cái phần này. Đây là phần đầu vai ngược. Đấy, như vậy là đến khi mà giá tiệm cận đến neckline của cái mô hình vai đầu vai ngược này ở vị trí 1297, và tại đây giá phá vỡ đường neckline này đi lên, thì xu hướng giá đi theo mô hình này nó sẽ đi tịnh tiến lên một đoạn, là có giá là bằng 1346. Anh quý chị có thể nhìn thấy như trên giá trên hình, nó sẽ đến lên cái vùng này. Đó, nó sẽ đến đoạn này. Đó, và đi theo cái mô hình vai đầu vai này thì khi nó giá nó bật lên trên 1297 thì lúc này xác thực là mô hình vai đầu vai này sẽ làm việc, và đi theo target của mô hình này là nó sẽ lên cỡ khoảng 1346. Và tôi dự báo cái điều này từ cuối tháng 10, và hôm nay là ngày 9 tháng 11, và tôi dự báo kinh tăng này diễn ra đến ít nhất là hết tuần đầu của tháng 12. Vậy quý anh chị nếu như đã vào trạng thái mua ở quanh khu vực 1264 đến 1270-71 thì có thể là hold giữ lại cái trạng thái mua này cho đến hết cái tuần đầu của tháng 12, thì lúc đấy chúng ta mới tính toán là nên tất toán trạng thái hay là chúng ta để giữ tiếp. Nếu như đến 1346 mà giá tiếp tục tịnh tiến đi lên, có nghĩa là giá sẽ tịnh tiến đi lên thằng T2 này, ở trên cạnh trên này, thì lúc đấy là sẽ có một cái nhịp tăng rất là tốt. Còn đến cái khu vực 1346 đến dưới 1356, quanh khu vực đó mà giá không lên được nữa, thì lúc đấy chúng ta sẽ tư duy để tất toán cái phần lãi. Còn nếu mà qua 1346, giá tiếp tục băng qua 1356 thì nó sẽ hướng lên cái khu vực trên này, và lúc đó chúng ta sẽ giữ lại cái trạng thái này. Đấy là cái xu hướng của giá gold quốc tế. Vậy chúng ta xem cái mô hình này, xem anh chị em nào chưa xem cái clip này có thể xem lại ở các video lần trước, là phương pháp phân tích kỹ thuật đa mô hình tập 1, tập 2, tập 3, và tập này là tập 4. Phần 4 chúng ta có thể xem được chi tiết hơn. Quay trở lại cái phân tích của đồng đô la index, sức khỏe của đồng đô la index, thì như trên hình vẽ chúng ta, là cái bài phân tích này đó tôi đã được phát vào ngày 31 tháng 10, và hôm nay là ngày 9 tháng 11, tôi sửa lại 09 tháng 11. Đó, 09 tháng 11. Và như tôi nhận định từ cách đây một tuần trước là đồng đô index nó sẽ có một nhịp điều chỉnh giảm từ nhịp A về nhịp B, sau đó quanh khu vực nhịp B này nó là sẽ có một nhịp tăng tốc đi lên. Thế vậy là cái nhịp giảm từ A về B này giúp cho giá hàng hóa quốc tế tăng trưởng. Đấy, đặc biệt là giá hàng hóa kim loại quý đây tăng trưởng đi lên này. Đấy, thế vậy là cái giá của đồng đô index giảm được từ A nhỏ về B lớn, B nhỏ này, làm cho giá hàng hóa kim loại quý sẽ tăng từ đây lên đến khu vực trên này, như phân tích vừa xong. Đó là cái phân tích của giá gold và giá đô index, giá đồng đô index. Và bên cạnh đó có quý anh chị nhà đầu tư hiện nay đang rất quan tâm thị trường cryptocurrency, thị trường tiền thuật toán, và được cả thế giới quan tâm nhiều nhất, được sự
tình yêu thương của nhà đầu tư nhất, đó là đồng Bitcoin. Thì tôi xin phân tích sơ qua cái xu hướng trong vòng 1-2 tuần tới của đồng Bitcoin. Đêm qua là ngày đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, đêm mùng 8 rạng sáng ngày mùng 9 tháng 11 thì Bitcoin đã đạt đỉnh ở ngưỡng cao nhất trong lịch sử là 7.883 đô đổi ra một Bitcoin ở trên thị trường giao dịch tự do. Ở tại cái ngưỡng 7.838 đô một Bitcoin. Đây là một ngưỡng kỹ thuật rất là cứng theo phân tích kỹ thuật của tôi. Nếu anh chị em mà chưa xem thì có thể truy cập vào trang catching.com để xem các bài phân tích trước đây của tôi. Thì ở trên cái vùng này, đây là một cái vùng hội tụ kỹ thuật rất là mạnh. Và tại đây lần đêm qua thì nó chạm duy nhất có một lần, chạm cái vùng giá này và ngay lập tức giá điều chỉnh giảm. Và theo tôi nhận định cái trong ngắn hạn giá nó sẽ phục hồi giảm về hai mức, đó là mức 6.613 hoặc có thể giảm sâu đến mức 6.067. Thì tại đây nó sẽ có một cái phục hồi liên tiếp, tại cái khu vực này sẽ có một cái nhịp phục hồi liên tiếp, có nhịp phục hồi đi liên tiếp từ đây. Đấy, anh chị quý anh chị nhà đầu tư hãy quan sát cái đồ thị này. Từ dưới cái chỗ 7.883 này sẽ có một nhịp điều chỉnh về khu vực 6.600 đến hoặc là 6.000, gần 6.001, và quanh khu vực này thì bắt đầu nó lại tăng trưởng tiếp tục tăng lên. Đấy, thế vậy là nếu như anh chị em nào đã chốt lời ở khu vực 7.800 thì hãy chờ giá ở trên ngưỡng 6.001 và chúng ta mua lại. Ok chị ạ, mua lại. Đấy, thế vậy là quý anh chị hãy đăng ký subscribe vào kênh Phạm Thành Biên, kênh YouTube Phạm Thành Biên của tôi để theo dõi các cái video phân tích thị trường tài chính quốc tế hàng ngày, hàng tuần. Mỗi khi có tôi đăng một cái video mới phân tích thị trường tài chính quốc tế thì mọi người có thể biết được để xem cập nhật sớm nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý chị nhà đầu tư ở các video tiếp theo. Hãy like and share and subscribe kênh để nhận được những cái bài phân tích mới nhất. Xin chào và chúc anh chị một tuần làm việc hiệu quả, thành công.